lập nhóm kín rủ nhau đi mô tô lạng lách, trêu chọc công an. Nhiều nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, thậm chí còn mang theo vũ khí, tàng trữ chất ma túy. Lập nhóm kín trên mạng, rủ nhau đi trêu chọc công an. Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý một nhóm hàng chục thanh thiếu niên lập nhóm kín trên mạng xã hội để lôi kéo, rủ rê nhau điều khiển xe máy, tháo, che biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng nhằm chống đối, trêu chọc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian gần đây, trên địa bàn rộ tình trạng nhiều nhóm thanh thiếu niên hư thường xuyên tụ tập lạng lách, đánh võng, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, gây rối trật tự công cộng, thậm chí mang theo dao, kiếm, vũ khí thô sơ, tàng trữ tiền chất ma túy, mua bán khí N2O, bóng cười. Cơ quan chức năng đã ghi nhận 15 nhóm với gần 160 thanh thiếu niên hư thường xuyên vi phạm luật giao thông đường bộ, như nhóm đai xanh khoảng 12 đối tượng, đai đỏ khoảng 8 đối tượng, nhóm bắc cọp khoảng 6 đối tượng, nhóm Lê Hữu Thành khoảng 7 đối tượng, nhóm Thiệu Dương khoảng 7 đối tượng, nhóm Đông Sơn khoảng 7 đối tượng. Gần đây nhất là vụ việc nhóm 6 thanh thiếu niên điều khiển 3 mô tô không mang biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách trên đường. Lúc này, tổ tuần tra vũ trang kết hợp tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tổ 282 do thiếu tá Đỗ Văn Huấn, cán bộ phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện sự việc, lập tức triển khai lực lượng vây bắt. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã bất chấp hiệu lệnh dừng phương tiện của tổ tuần tra rồ ga tháo chạy. Trước thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng, tổ tuần tra 282 đã triển khai đội hình, khống chế hai đối tượng gồm Nguyễn Hữu Thành Vinh, sinh năm 2008, ở phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, là người điều khiển phương tiện, và Hồ Trọng Đạo, sinh năm 2008, ở chung cư Tân Thành, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, là người ngồi sau phương tiện. Quá trình xác minh, mở rộng, lực lượng công an xác định Vinh và Đạo là hai thành viên trong một nhóm kín trên mạng xã hội gồm 21 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 đến 18 tuổi, gồm cả nam và nữ, cư trú ở thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Loạt đối tượng này đã lập nhóm kín trên mạng xã hội để trao đổi, rủ rê nhau sử dụng xe mô tô tháo biển kiểm soát để lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu trên đường. Khi gặp lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ còn có thái độ trêu chọc, cản trở, chống đối lực lượng thực thi công vụ. Từ nhóm chính trên, chúng tiếp tục lập ra nhiều nhóm nhỏ khác và lên lịch thực hiện các hành vi trên: tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí. Không chỉ vi phạm trật tự an toàn giao thông, một số nhóm thanh thiếu niên còn tụ tập điều khiển phương tiện không biển kiểm soát, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Cụ thể, vào đêm ngày 3 tháng 3, quá trình tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến tỉnh lộ 515 và tuyến quốc lộ 45 đoạn qua địa bàn huyện Thiệu Hóa, lực lượng 282 công an huyện Thiệu Hóa đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên từ 14 đến 20 tuổi ở các xã Minh Tâm, Thiệu Lý, Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa điều khiển mô tô không có biển kiểm soát hoặc che biển kiểm soát, mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia lưu thông trên đường. Lực lượng 282 đã lập tức triển khai đội hình vây bắt được 10 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế. Tiếp đó, đêm ngày 4 tháng 3, lực lượng 282 công an Thiệu Hóa tiếp tục phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ 7 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 19 tuổi điều khiển xe mô tô, xe máy mang theo vỏ chai bia đi giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng công an đã thu giữ 8 xe mô tô, 3 dao tự chế, 12 vỏ chai bia từ hai vụ việc trên. Theo lời khai ban đầu của các thanh thiếu niên này, thì các đối tượng đang mang dao tự chế và vỏ chai bia để đi giải quyết mâu thuẫn. Sau khi bắt giữ các đối tượng, công an huyện Thiệu Hóa đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các trường hợp trên, với tổng số tiền phạt là 12,8 triệu đồng.